là thua. Dạ. Đúng rồi anh. Anh cho lắp cái bắt đầu có trùng. Hả? Bắt đầu có trùng. Trùng nhiều lắm. Trùng nhiều. Tại vì ảnh nè. Bởi vậy ảnh mới trồng được tháng 10 là mùa nắng. Mà 8 tháng mà như nó đều răng rắc thế này. Chẳng qua cái lá trong này nó hơi nhỏ một xíu là do nắng vừa rồi nắng nhiều mà giữ được như thế này. Và trên cái mô hình của cây chuối sen như thế này thì không còn chê vào đâu. Cái tổng cái diện tích này là bao nhiêu anh Cường ha? 12 hecta rưỡi. Đẹp đó anh Cường ơi. Cứ mỗi tháng là anh bổ sung 1 kg hữu cơ vậy đó. Hữu cơ nở nhập khẩu như thế này. Phân gà Hà Lan. Dạ. Xi được 20 ngày. Và cơi sau thì cơi rồi vẫn có rầy đó phải anh Cường? Có rầy, đúng rồi. Anh hộp nó anh đổ xong thì anh đổ được 2 lít pha rồi. Thì khoảng bao lâu thì nó có rầy? Tại vì cái vườn của anh nó đi đọt liên tục. Nó cũng liên tục à. Ừ. Cho nên anh thấy nó vừa cắn đúng rồi, đúng rồi. Chưa thấm đúng đó. Rồi. Như đây đúng là rồi. Em thấy nè, đúng nó cắn rồi nè. Đúng rồi. Thì lúc đó anh sợ là cái anh dạ. Nghĩ là nó chưa thấm. Dạ. Cho nên anh phun một đợt okay. Sau. Ok anh. Phải như vậy anh. Và cực chẳng đã anh mới phun chứ lúc đó đẹp anh thấy côn trùng nó bắt đầu từ cơi này trở đi là hết rồi nè anh nè. Anh thấy kiến nó chạy lên chạy xuống á. Dạ. Anh cũng thấy thích lắm, thấy nó lạ lạ. Cái kiến gì? Cái kiến đen. À ở viện đi Tây Nguyên thì nó có cái con kiến bóng anh. Dạ. Nhưng cái màu nó màu sô cô la. Dạ. Chứ không phải nó màu đỏ giống như em quay ở Đông Nam Bộ. Dạ. Không biết tại mỗi nơi thì nó có một cái gọi là thường biến để thích nghi hả? Mà thấy nó chạy thấy nó lăng xăng nó chạy lên. Đúng rồi đó. Xuống. Nó là bộ đội á. Dạ. Kiểm soát. Ok, bắt đầu nâu rồi. Thấm sau khoảng 10 ngày nữa thì cái vườn này sẽ đẹp. Thì nó sẽ thấm hữu cơ. Và sau cái đợt này bón xi xong thì mình có thể nhấp một xíu được xíu NPK rồi đó anh. Anh Cường là không thích NPK. Nhưng mà em... lớn kinh doanh của anh á, yeah. 5 tuổi anh cũng chả xài NPK. À vậy đó hả? 4 năm nay anh không xài luôn. Cây 25 tuổi anh cũng không muốn NPK luôn. Anh làm trái anh cũng không muốn. À dạ. Yeah. Hôm qua cái vườn anh... Lá. Đẹp qua quá. Lá thôi. Đẹp quá. Tại vì cái đất ở Tây Nguyên này mấy chục năm nay đâu có ai xài hữu cơ đâu. Dạ vâng. Mấy cái vườn anh làm á. Đi cái đất anh nó giống đi trong nệm á, mặc dù là chưa xài xi. Dạ. Đi như trong cái nệm á. Dạ. Đây là đất cao su nha. À. 15 tuổi anh mới nhổ lên á. À. Và anh trồng lại thì anh thấy nó có vẻ anh sợ nó thiếu dinh dưỡng á. Dạ. Tại 10 năm rồi. Cho nên là cao su là anh phá đi đó cái đám đó là chuẩn bị cũng làm nữa đó. À vậy anh hả? Theo thế yêu cầu thì anh Cường chưa muốn xuất hiện. Và anh Cường là ai thì sau này nếu Tùng Thiên có cơ hội tiếp tục làm sâu rộng, làm nhiều hơn nữa thì mọi người biết anh Cường là ai. Một doanh nghiệp bất động sản hả anh? Mà thích nông nghiệp. Như vậy là anh gắn bó với Tây Nguyên mình được bao nhiêu năm rồi anh Cường? Đối với cây sầu riêng là 6 năm. 6 năm anh hả? Yeah. Không biết gì về cây sầu riêng hết. Không biết về nông nghiệp luôn. Không biết về nông nghiệp luôn. Mà là thích cây sầu riêng hả anh? Hay là thích tất cả các cây, loại cây? Mình cũng thích làm nông nghiệp thôi, nhưng mà tình cờ thì mình bén duyên với sầu riêng. Dạ. Đây là một cái biểu tượng á, nó bị thiếu một ít vi lượng ha. À, tức là em nói lại tức là anh bón hữu cơ đất tất cả mọi thứ là rất là giàu ở trong đất mà nó thứ nhất là rễ mình nó chưa khỏe hoàn toàn, cái thứ hai là nó cần có sự chuyển hóa đó anh. Dạ, nên ở đây nó thiếu. Nhưng mà chúng ta đừng có sai lầm là chúng ta cứ thấy nó thiếu rồi chúng ta lại phun thì nó không được. Mà chúng ta phải chuyển hóa trong đất từ khó tiêu thành dễ tiêu. Thì cái lớp lá sau này sẽ nó không còn nữa anh. Nó sẽ bóng mượt hết toàn bộ. Anh bỏ cái humic ra được. Bỏ đi anh. Không cần. Anh nhìn thấy đen. Sau này thì không cần đâu anh. Dạ vâng. Để cho trùng đất nó chuyển cái hữu cơ thành cái humic fulvic. Thành amino tất cả mọi thứ. Nên chúng ta phải mượn cái vi sinh vật đó anh. Để nó chuyển hóa cái này nè anh nè. Thì bây giờ là... thành cái keo đất cho cây trồng. Dạ. Nên anh không cần phải bón mấy cái đó nữa. Nó thêm cái chi phí cho anh. Dạ. Bắt đầu có trùng đất rồi. Là thích rồi. Thì không bao lâu nữa đâu. Đây nè anh, con này cũng là con có lợi nè. Nhưng mà con này nó chậm hơn, con kiến đen này nó chậm hơn.
Dạ, con này cũng là con có lợi, con kiến đen này nè. À, nhưng... đó, ở đây kiến đen nó nhiều lắm. Dạ, nhưng mà cái con này chưa phải là lính tinh nhuệ đâu. À. Mà anh phải đợi cái con kiến bóng, nhưng mà ở Tây Nguyên nó có một cái màu. À. Màu, màu sô-cô-la. Lăng xăng lắm. Dạ. Cái con này nó nhiều lắm. Dạ. Dạ. Đẹp quá ha, quá đẹp. À, sắp tới thì qua mùa nắng thì thứ nhất là mà chuối nó chắn gió anh ha. Cái thứ hai là nó tạo một cái độ mát vừa phải cho cây cà sầu riêng. Rồi. Đất bằng ghê anh ha. Ừ. Thấy không mọi người, thấy không? Rất là sinh thái, cỏ cao cỡ này. Rồi chúng ta sẽ phát nó và nó sẽ thành phân. À, con kiến đen á mà. Ừ. Thôi bây giờ mình đi qua vườn cây ăn trái đi anh Cường ơi. Anh Cường đâu? Lấy cái gì? À, lấy điện thoại hả? À, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đẹp. Thưởng ngoạn đi cả nhà. Anh Cường là chủ doanh nghiệp của công ty Phước Tấn. Chúng ta sẽ đi một xíu nữa ha. Cũng không phải là ngẫu nhiên đâu, cũng không phải là ngẫu nhiên mà Thuận Thiên được đặt chân vào đây đâu, mà phải có một cái quá trình làm việc chứng minh, và chính cái văn hóa truyền miệng để của người nông dân, đến với người nông dân mà Thuận Thiên được bước chân vào đây. Anh Cường anh nói là không phải dễ mà được quay ở đây, được nói ở đây và được đặt chân ở đây. À, chúng ta bắt đầu đặt có thu nhập rồi ha. Và cây chuối này cũng nói luôn là sau này nó chúng ta thu buồng xong thì chúng ta có thể chặt nó và chắc vào gốc ha, đặc biệt là trong mùa nắng rất là cần. Đều ha. Đều thật ấy. Anh Cường không thích phân hóa học, nhưng mà tôi vẫn khuyên anh Cường là nên xử lý sử dụng phân một xíu NPK. Nhưng mà cái đây là đặc cái tính cách của anh như vậy rồi. Nên là rất là quý. Không phân hóa học thì chúng ta đầu tư giai đoạn đầu nó hơi nhiều một xíu. Và giá thành của chúng ta nó cũng hơi cao một xíu. Tân thấy không Tân? Anh nè. Đây là cái hiện tượng của có thể này nó thiếu là do vừa rồi nước chúng ta tưới không được được đủ đó, nên nó thiếu vi lượng này. Nhưng mà sắp tới nó sẽ hết thiếu KN. Cái này là dấu hiệu của thiếu KN. N và vi lượng luôn. Lá nhỏ vàng. Có buồng chuối rồi, Tăng thấy không? Bắt đầu có thu nhập rồi đó. Nên cả nhà yên tâm là tất cả mọi thứ Tuấn nói trong video là thật 100%. Còn niềm tin là do người nông dân. Nên Thuận Thiên cũng làm rất là chậm. Từ cách kết nối Zalo cho tới cách đặt hàng cho tới tất cả mọi thứ ha, thì Thuận Thiên làm rất là chậm. Ok, về thế anh. Đi qua vườn đẹp quá. Đi qua vườn cây có trái đi. 10 ngày nữa, tức là cuối tuần này đổ xi đúng không anh? Thì 7 ngày nữa thì chúng ta quay lại, nếu mà có dịp quay lại thì nó sẽ khác dữ lắm. Để cuối tuần em quay lại Sài Gòn á, nếu được em tẹt vào để mình cập nhật lại. Tại vì nó đây nó có lực nó chờ sẵn rồi á anh Cường. Bây giờ chỉ cần là một cái tác động nhỏ nó thôi. Và sau đó định kỳ 4 tháng chúng ta mới xài lại. Bây giờ lần 2 anh đổ một gốc khoảng 1,5 lít thôi nha. Tại vì nó
nó ok quá. Ờ, có thu rồi này anh. Cái chuối này là sạch luôn đó anh à. Sạch rồi. Anh trồng chuối là anh không xài NPK luôn. À, cái chuối thì anh có cho ít. À, có cho ít. Dạ. Nhưng mà sắp tới nên anh nữa. Nên phải có anh, em nghĩ là nên theo hướng global. Chứ nếu anh đi xuống heo organic luôn, em nghĩ là nông sản không đủ đáp ứng cho Việt Nam nó riêng và thế giới nói chung. Một xíu không sao anh Cường ơi. Dạ, quan điểm em là nên có một xíu để nâng cái năng suất lên, để em quay mấy cái buồng chuối. Cây chuối này sau khi anh thu buồng xong thì anh tính làm sao? Đúng rồi, trời ơi. Thấy không? Mọi người thấy một doanh nghiệp mà không biết về nông nghiệp nhé. Nhưng mà chuẩn không cần chỉnh ha. Ồ, cây chuối này mới ngon á. Dạ đúng rồi anh, chặt và chắc. Dạ, chắc ra ngoài rìa tan lá cho nó nhả nước ngược lại. Tại thân cây chuối này nó có rất là nhiều nước. Và chúng nó có thể giữ được cho tới mấy tháng. Dạ, giữ ẩm anh, nó nhả nước ra ngược lại, nó giữ ẩm. Và nó tạo điều kiện cho trùng anh. Trùng nó phát triển trên cái cây chuối này. Nên em hay nói rằng là nên trồng cây chuối trước, sau đó thì nên đưa sầu riêng vào. Thì cái mô hình đây là một mô hình mà mình nói trong lý thuyết mà cuối cùng là được thực tiễn luôn. Thích quá. Thích thật á. Biết là cái cây chuối này anh đưa vô đây trồng sen canh á. Dạ. Là nhiều người phản đối anh đó. Ô vậy hả, người ta nói sao, người ta phản đối anh? Người ta nói là nó hút hết dinh dưỡng. Mà. À đúng rồi, tại vì nói là đơn giản thôi, hồi nhỏ anh đi câu á. Dạ. Anh mỗi lần anh đào trùng ở đâu á là lấy gốc chuối. Đúng, đưa đâu trùng đó, đúng rồi. Cái vô chuối là tốt. Đúng rồi tốt, anh. Tại vì con trùng, cái trứng trùng đó anh. À. Nó tại sao em nói luôn là tại sao trên đất sỏi cơm đó thì khi xài si là trùng đất nó nhiều. Tại vì nó phải cần độ ẩm kéo dài, mà dưới viên sỏi thì lúc nào cũng ẩm. Thì trong cái chuối cũng vậy anh, cái chuối là cái nơi giữ nước nên là trứng trùng ngay phát triển ở trong bụi chuối là như vậy. Dạ đâu anh, sao anh muốn ôi đẹp quá. À, thưởng ngoạn nha, không phải dễ chứ mình Tuấn được đặt chân vào đây thật sự là không phải dễ, cũng là một cái may mắn. À, những cái quầy này chắc là nếu mà đủ dinh dưỡng giá không nổi, giá không nổi thì anh trồng mấy tháng thì anh cho cái buồng này anh? Về nguyên tắc là 6 tháng, nhưng lúc anh trồng là nó hết mưa. À, không đủ nước kịp em làm, tức là anh trồng luôn tháng 10 vừa rồi luôn. Dạ, không đủ hệ thống tưới á. Dạ. Cho nên nó bị hạn hết mấy 1-2 tháng. À, nên cây chuối nó hơi thấp một xíu này. Anh phải xách xô đi tưới đó. Ôi trời ơi. Cái đám này là anh phải xách xô đi tưới. Sao rộng như vậy, 10 mấy hectare làm sao mà xách xô đi tưới nổi anh? Anh căng quân đi chứ giờ cứu nó chứ giờ sao? Nhưng mà sắp tới thì mùa nắng thì anh vẫn phải tính toán cái lượng nước cho cây sầu riêng. À, sau đó là có điện có nước rồi thì anh tưới bét á, làm hệ thống tưới bét. À, lúc tức là lúc đó là anh chưa có hệ thống tưới bét này luôn. Anh làm rồi mà không có điện. À, không có điện. À, không có điện rồi thì không có nước. Dạ. Cho nên nó làm cho anh bị đứng. Dạ. Cái ống này có hơi nhỏ không anh? Không. Với dư lượng nước đi. Dư lượng nước hả? Dạ. Dạ, em thì muốn ống nó lớn hơn để anh giảm bớt tiền điện. Không. Dạ. Cái này nó buộc phải loại này. Cái loại này là của Israel, nó đã tính hết. À. Bét này cũng là của Israel. Nhưng mà sau này nó lớn lên nữa là chắc mình phải thêm phải dời cái cây này ra. Không. Năm tới là anh dùng cái bét 90 lít một giờ. Dạ. Là dạ. Cho tưới nó bơm đường kính. Rồi rồi cái này anh làm gì? Hả? Rồi cái này, hệ thống này. Hệ thống này anh vẫn để thay cái bét thôi. À. Anh đưa nó ra ngoài anh cắm một cái bét là đường kính nó 7 mét luôn. Nghĩa là chuối và sầu riêng là bớt bét đi nhưng mà dồn lượng nước lên. Dạ rồi. Dạ rồi. Ok. Nghĩa là ba cái bét là dồn là thành một. Dạ. Cho 90 lít. Tân, mình quay về. Xong rồi đó. Cuối tuần này đổ xi lần 2. Và nếu trên đường về qua tuần sau mình về đó, tức là 7 ngày sau mình về mình quay lại để mình thấy cái sự khác biệt, vì nó đang chờ sẵn hết rồi. Tất cả mọi thứ nó, em biết không, nó chỉ đợi cái này nó ngấm xuống rồi, giờ đợi chuyển hóa và đưa xi vào một cái nữa trên này thì tuyệt vời. Đúng rồi, để nó khác dữ lắm. Tức là 7 cho tới 10 ngày nữa cái vườn này nó khác dữ lắm chứ không phải nó khác như thế này. Xi mà gặp trên nền hữu cơ thì không còn gì bằng á. Mà anh Cường là anh quá ý thức hữu cơ luôn, chứ không phải là ý thức nữa. Rồi, thôi về thôi.